mục tiêu tiếp theo của Tô Đại sẽ là diệt các ủy viên Bộ Chính trị của phe Nghệ Tĩnh. Cuộc chiến quyền lực trong Đảng Cộng sản Việt Nam tưởng chừng sẽ chậm lại, rồi đi đến kết thúc giai đoạn khủng hoảng thượng tầng chưa từng thấy vừa qua. Đáng chú ý, theo giới quan sát, dường như chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đang dằm dắt thực hiện mọi yêu cầu của Tô Lâm, kể cả việc đề nghị xử lý với hai nhân vật cùng phe Nghệ Tĩnh với ông Tú. Hai nhân vật kể trên là ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính, và ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trước đây thuộc phe Ninh Bình của cố chủ tịch Trần Đại Quang, nhưng từ sau Đại hội Đảng lần thứ 12, Tổng Trọng chủ trương triệt hạ phe cánh của ông Ba Dũng cũng như tay chân của ông Trần Đại Quang. Vì vậy, sau khi Đinh La Thăng bị trảm, Đinh Tiến Dũng cũng bị quay xe đầu quân cho phe Nghệ An. Và sau đó, Đinh Tiến Dũng được ông trùm Nghệ An là Nguyễn Sinh Hùng và Vương Đình Huệ nâng đỡ nên đã thăng tiến rất nhanh. Nếu nhìn lại quá trình thăng tiến của Đinh Tiến Dũng, có thể thấy ông là cái bóng của Vương Đình Huệ. Khi Vương Đình Huệ rời ghế Tổng Kiểm toán Nhà nước để lên chức Bộ trưởng Bộ Tài chính vào năm 2011, thì Đinh Tiến Dũng được bố trí vào ghế Tổng Kiểm toán thay cho ông Huệ. Đến năm 2019, khi Vương Đình Huệ được Tổng Trọng bố trí giữ chức trưởng ban Kinh tế Trung ương, thì ghế Bộ trưởng Bộ Tài chính đã được chuyển ngay cho Đinh Tiến Dũng. Trước Đại hội Đảng lần thứ 13, Vương Đình Huệ được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Sau khi đại hội được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, thì một lần nữa Đinh Tiến Dũng được điều sang giữ chức Bí thư Hà Nội để thay thế ông Vương Đình Huệ. Chưa hết, đến tháng 4 năm 2024, khi Vương Đình Huệ bị Tô Lâm cưa ghế, thì nhiều người cho rằng cái kết của Đinh Tiến Dũng cũng là cái chết được báo trước trong kế hoạch tảo thanh phe Nghệ Tĩnh của ông Tô Lâm. Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng ngày 21 tháng 6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét và đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 của thành phố Hà Nội để nghỉ công tác. Ngoài ra, Ban Bí thư cũng quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương, một cánh tay phải của ông Phan Đình Trạc, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Đến chiều ngày 25 tháng 6, truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin ông Nguyễn Văn Yên, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hoạt động chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo điều 337 Bộ luật hình sự. Đồng thời, chỗ ở của ông Yên cũng bị khám xét. Đây được coi là một đòn đánh chặn khóa đầu khóa đuôi của ông Tô Lâm để thanh toán món nợ với kẻ thù lâu nay vẫn ủ mưu dắp tâm giành ghế Bộ trưởng Bộ Công an theo chỉ đạo của Tổng Trọng. Theo đó, ông Phan Đình Trạc sẽ phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu đối với các sai phạm của ông Nguyễn Văn Yên theo quy định số 142 của Ban chấp hành Trung ương Đảng có hiệu lực từ ngày 23 tháng 4 năm 2024. Có ý kiến bi quan khi cho rằng nếu ông Trạc không cẩn thận thì đàn em của Tô Lâm sẽ vẽ ra tội để tống ông vào tù. Mục tiêu tối cao của Chủ tịch Tô Lâm và phe cánh hiện nay đó là quyết tâm xóa sổ phe cánh Nghệ Tĩnh, bao gồm Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây là bệ đỡ quyền lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời là một phe chính trị cực kỳ nguy hiểm với sự chống lưng của Tổng Trọng và ban lãnh đạo Bắc Kinh, đã từng làm mưa làm gió trên chính trường Việt Nam hơn 10 năm qua. Theo giới phân tích, với quyết tâm triệt hạ phe Nghệ Tĩnh, ông Tô Lâm muốn gửi tới các nhân vật và các phe cánh trong Đảng thông điệp rằng hàng thì sống, chống thì chết. Tới đây, phe Tô Lâm sẽ tiếp tục xử lý thêm bao nhiêu ủy viên Bộ Chính trị, trong đó sẽ có bao nhiêu ủy viên phe Nghệ Tĩnh, và liệu sẽ là Phan Đình Trạc, Trần Cẩm Tú hay Lê Minh Hưng hay không? Ai sẽ tiếp bước ghi tên vào danh sách chủ động viết đơn xin thôi chức? Không ai có thể dự đoán chính xác vào lúc này, trừ khi chúng ta biết được chính xác ai về thế lực chính trị nào đứng sau hậu trường để giật dây cho ông Tô Lâm và Bộ Công an. Quý vị các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin mục tiêu tiếp theo của Tô Lâm sẽ là diệt các ủy viên Bộ Chính trị, phe Nghệ Tĩnh ra sao. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.
Bộ Giáo dục cần làm rõ Thích Trần Quang có bằng tiến sĩ rộng bằng cách nào. Trong thời gian gần đây ở Việt Nam xuất hiện các nhà tu Thích Minh Tuệ, bộ hành để khất thực đã trở thành một hiện tượng xã hội rất lớn. Vị tu sĩ này đã tuyên truyền và đưa cảm xúc thức tỉnh không chỉ các tăng ni Phật tử mà còn được hàng triệu người yêu mến. Ở chiều ngược lại, các ma tăng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam với những bài thuyết giảng sặc mùi tiền bạc đã gây bức xúc xã hội. Đó là lý do vì sao các chùa to Phật lớn của Giáo hội Phật giáo Quốc doanh đã bị tẩy chay và rơi vào tình trạng vắng như chùa Bà Đanh. Vì vậy, theo giới quan sát, chính quyền Việt Nam đã phải tiến hành một công cuộc thanh lọc với Giáo hội Quốc doanh này. Vào ngày 19 tháng 6, Giáo hội Phật giáo đã công bố quyết định kỷ luật Thượng tọa Thích Trần Quang, trụ trì chùa Thiền Tôn Phật Quang tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Theo đó, sư Thích Trần Quang bị cấm không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, cũng như không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền Tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm. Theo thông báo cho biết, Giáo hội Phật giáo đã nhận được nhiều phản ánh từ Phật tử, nhân dân, báo chí về việc những bài giảng của Thượng tọa Thích Trần Quang gây hoang mang trong xã hội, phản ứng của cộng đồng làm suy giảm niềm tin Phật Pháp và ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội. Được biết, sư Thích Trần Quang từng nổi tiếng trên mạng xã hội với nhiều phát biểu gây sóng gió về luật nhân quả hay lời kêu gọi cúng dường mang đậm tính kinh doanh, lừa đảo, mê tín, dị đoan. Ngoài ra, ông sư này cũng có các phát ngôn chỉ trích nhà tu hành khác, ví dụ một câu nói phản cảm gây tranh cãi của sư Thích Trần Quang rằng phải tìm tiền mệnh giá cao để đưa cho thầy trụ trì, thì thầy trụ trì mới làm được việc đạo. Đó là lý do vì sao, theo báo Giác Ngộ, vào ngày 7 tháng 6, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị thẩm tra các phát ngôn, việc làm và thuyết giảng của sư Thích Trần Quang. Theo đó, những phát ngôn của sư Trần Quang trong các video trên mạng xã hội không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo, cũng như lịch sử của dân tộc Việt Nam, sửa đổi giới cấm trong chứng điệp quy y tam bảo của Phật giáo v.v. Và nếu ông Thích Trần Quang có vi phạm thì sẽ bị xử lý nghiêm minh, vẫn theo báo Giác Ngộ lưu ý. Cũng theo báo này cho biết, sư Trần Quang không phải là trường hợp đặc biệt mà còn nhiều thượng tọa hay trụ trì các chùa khác như Thích Nhuận Đức, Thích Thanh Quyết, Thích Nhật Từ hay Thích Trúc Thái Minh cũng có nhiều hoạt động và phát ngôn gây xôn xao dư luận, làm suy giảm niềm tin của xã hội với Phật Pháp và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Một câu hỏi đặt ra là Hòa thượng Thích Trần Quang hay Ma Tăng Trần Quang là ai? Trên mạng xã hội loan truyền các thông tin cho biết, Thượng tọa Thích Trần Quang tên thật là Vương Tuấn Việt, là chất nội của cụ Hồ Sĩ Tạo và cháu nội của cụ Phó Bảng Vương Sinh Huy, con trai của cụ Vương Chí Nghĩa, tức là cháu ruột của đồng chí Hồ Chí Minh. Hòa thượng Thích Trần Quang hiện đang trụ trì chùa Phật Quang, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ngoài ra, ông còn là Phó trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vào ngày 24 tháng 6, trên mạng xã hội thông tin về bằng cấp của Vương Tuấn Việt, tức Thích Trần Quang. Theo đó, ông Vương Tuấn Việt đã học tại trường Đại học Luật Hà Nội, hệ tại chức, tốt nghiệp vào năm 2019. Thế nhưng, đến năm 2021, chỉ trong vòng có 2 năm, ông Việt đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ luật, cũng tại Đại học Luật Hà Nội. Như vậy, ông Việt vừa tốt nghiệp đại học đã chuyển tiếp lên nghiên cứu sinh tiến sĩ luôn, bởi thời gian nghiên cứu sinh tiến sĩ thông thường là 2 năm. Điều này là cực kỳ vô lý, vì nghiên cứu sinh tiến sĩ thường yêu cầu phải có kinh nghiệm làm việc. Mặt khác, người Việt có câu rốt như chuyên tu, ngu như lại tại chức. Một người cầm bằng đại học tại chức có đủ trình độ để làm nghiên cứu sinh hay không? Công luận đặt câu hỏi về đề nghị Trường Đại học Luật Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo giải thích rõ về quá trình học tập và bằng cấp của ông Vương Tuấn Việt. Các câu trả lời cần được công khai cho người dân cả nước được biết. Công luận thấy rằng, cùng với Thích Trúc Thái Minh, Thích Nhật Từ thì Ma Tăng Thích Trần Quang từng được chính quyền dung túng công khai tuyên truyền mê tín dị đoan, cố ý làm lầm lạc tín ngưỡng, làm u mê một bộ phận dân chúng theo chủ trương của chính quyền để phá hoại Phật tử, nền tảng tư tưởng chứ không còn là hành đạo một cách bình thường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin Bộ Giáo dục cần làm rõ Thích Trần Quang có bằng tiến sĩ rộng bằng cách nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.